tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau đó, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Tuy nhiên, khi anh em người đã lên dự lễ, thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ có những người ở Jerusalem nói, ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng, các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi. Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Suy niệm. Dưới con mắt thể lý, chúng ta dễ như người Do Thái năm xưa, nhìn nhận Đức Giêsu là con vác thợ mộc như lời Philip phê. Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Na-gia-rét, hay cũng như Na-tha-na-en, từ Na-gia-rét, làm sao có cái gì hay được. Khi chọn sống nghèo, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy phẩm giá cao quý của con người, và khi đồng bàn với người nghèo, Ngài cũng nêu bật giá trị và ý nghĩa của kiếp nhân sinh. Nhờ cái nghèo của Chúa mà người nghèo được tôn trọng, và nhờ sống nghèo mà Chúa dễ dàng đến với người nghèo để đưa họ về với Chúa và làm cho họ trở nên giàu có. Sự cứng lòng đã nhốt kín người Do Thái trong những định kiến mê muội, khiến họ không thể nhận ra bản tính Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Thay vì đặt lại vấn đề để tìm ra nguyên do, họ lại bưng tay bịt mắt giữ lấy lập trường riêng. Dù xuất thân trong thân phận người nghèo, nhưng bản tính Thiên Chúa nơi Đức Giêsu không bị xóa mờ. Trái lại, sự nghèo khó càng tô điểm cho vinh quang Thiên Chúa nơi Ngài. Những lời giảng dạy và những phép lạ của Ngài chứng minh rằng Ngài là Đấng cứu độ trần gian. Tin nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa có nghĩa là đón nhận và phó thác cuộc sống cho Ngài, đánh giá mọi sự bằng chuẩn mực yêu thương nhân từ. Nói như Thánh Phaolô, tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Sống trên trần gian, mỗi người chúng ta được mời gọi xét mình. Đừng để những đam mê đè nặng khiến chúng ta không thể nhận ra Chúa. Ước gì chúng ta có được ánh mắt của Chúa, luôn tôn trọng, cảm thông, bao dung và tha thứ cho anh em.